trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát Thanh. Tiếp theo chương trình, Tài Tử Kim Anh hát thể điệu Long Ngâm Nhớ Ơn Tổ Nghiệp, viết lời Võ Hồng Quang. Trước tổ đình
Chương trình được tiếp nối với tiếng hát của tài tử Ngọc Của qua thể điệu Tứ Đại Quán lớp hồi thủ, Nỗi Lòng Của Mẹ. Ngọn gió đầu thu mẹ lắng tai nghe mà tưởng tiếng các con
Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức tài tử Hoàng Úc thể hiện thể điệu Tiểu Khúc Tri Ân Tổ Sư, soạn lời Nhị Tấn. Love.
xin tri ân, chàng khấn tâm khấn bái, xin tổ sư hộ trì cho dòng âm nhạc Việt Nam mãi mãi muôn đời âm vang. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ hôm nay được liên tục với tiếng hát của tài tử Kim Anh qua thể điệu dòng cổ nhịp 32. Bình Dương một nỗi nhớ, soạn lời Vua Long Vĩ. Trắng
trở thương nhớ về anh tôi thao thức với riêng mình. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.